Ba ơi, ba biết tin gì chưa? Cái gì? Cũng tàu mở cửa đón khách du lịch rồi kìa. Sang đồ nhanh, tao ở nhà nửa năm nay chán rồi mẹ ơi. Kem đánh răng bằng chải nè. Quần, áo, quần. Hả? Cái gì đấy mày? Đem theo làm chi? À, đây là thiết bị phát wifi di động, rất thích hợp với những chuyến đi du lịch của cả gia đình. Đó là thiết bị phát wifi E5576 đến từ Huawei. Với thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, làm vừa cho lòng bàn tay mà thôi. Thiết bị sử dụng sim 4G để phát wifi và hoạt động với mọi nhà mạng ở Việt Nam, cùng với viên pin 1500mAh dùng được tới 6 tiếng liên tục. Ngoài ra còn có app riêng để điều khiển thiết bị cực kỳ tiện lợi. Bạn có thể chỉnh lại tên và mật khẩu wifi thông qua app này cực kỳ dễ dàng. Bạn có thể kiểm tra xem có bao nhiêu thiết bị đang sử dụng wifi của bạn. Ví dụ thiết bị này đi, bạn không muốn sử dụng wifi nữa thì có thể tắt nó đi ngay và luôn. Tuy nhỏ gọn nhưng tầm phát sóng khá là đáng nể đó nha. Mình để thiết bị phát wifi ở tầng 1 đến tầng 3, tuy sống chỉ còn một vạch thôi nhưng vẫn xem được YouTube Vivo luôn. Nói chung là với cái thiết bị này mày vậy? Thằng kia, mày ăn tiền quảng cáo hết bao nhiêu mà nói nhiều vậy hả? Soạn đồ nhanh rồi đi.